Hello mọi người, lại là Ngân đây, lại là Ngân Xù đây. Hôm nay mình sẽ bóc cho mọi người xem cái hộp mà tảo Fukudan dành cho người ung thư này nhá. Hộp tảo này nó có một tên gọi chính xác là Okinawa Fukudan xanh. Thì trên thị trường ấy thì nó sẽ có thêm một loại khác, nó là cái tem khác nhá. Nhưng mà cái thường là mọi người sẽ dùng cái loại tảo này thôi ạ. Còn cái loại tem vuông vàng dán kia thì nó sẽ đắt hơn. Nhưng mà thông thường những người mà mua để phòng ung thư và điều trị, hỗ trợ điều trị trong quá trình bị ung thư, hay những người hóa trị phẫu thuật do quá trình ung thư ấy, thì mọi người có thể sử dụng tảo này là ok rồi nha. Thì về ngoại quan mọi người có thể nhìn cho em cái tem 7 màu Fukudan xanh này. Tem 7 màu này, ở trên này có một này, ở đằng trước có một và có một tem nữa đây, đằng này và đằng này nha mọi người, có ba tem nha, ba tem vàng. Tem vàng này thì các bạn, cái này các bạn phải quan sát rất kỹ. Cái này nó gọi là tem 7 màu rồi, nhưng mà nếu mà nhìn nhìn thoáng qua thì nó cũng không rõ nét là 7 màu đâu ạ. Trên thực tế thì mọi người nhìn thì nó chỉ ánh lên một chút thôi, còn lại là nó màu vàng nha. Đấy, thì mình sẽ bóc ra cho mọi người xem. Cái hộp này là hộp mình mua cho người nhà mình dùng, vì bố mình cũng là người hiện nay đang vừa phẫu thuật ung thư dạ dày, cho nên mình bóc ra để cho ông sử dụng. Thì mình bóc cho để mình quay cho mọi người xem luôn. Cái này những người mà yếu ấy, sức khỏe yếu, những người cao tuổi sức khỏe yếu mình cũng có thể sử dụng được để phòng nhá. Và những người thường bình thường, khỏe mạnh bình thường cũng có thể sử dụng được. À, ngoài này nó có một cái tem này mọi người, ngoài này nó có một cái tem của hãng người ta dán vào. Cái này nó chỉ là số lô thôi, 2764 đây. Bên dưới đáy hộp nhá, thì nó sẽ có một cái số mã số ký hiệu ở đây nha mọi người. Đấy, mọi người thấy ở quan sát phân biệt hàng giả hàng thật này, chữ vô cùng sắc nét, chữ vô cùng sắc nét nha. Chất liệu của hộp thì rất là chắc chắn và là chất liệu bóng hộp nha, không sờ này, không không có nổi bất cứ cái nào nổi nha mọi người. Đấy, mọi người sẽ nhìn ngoại quan. Rồi nhìn ngoại quan nha. Trên này có hạn sử dụng ở dưới này, một dòng chữ tiếng Nhật ở đây. Đó. Cái tem này nha, mọi người chú ý cái tem này giúp mình nha. Chú ý giúp mình cái tem này, có 3 tem đằng trước, đằng sau và bên trên. Dưới đáy thì sẽ có một cái mã sản phẩm ở chỗ này. Ngoài ra thì mã vạch sản phẩm thì ở bên mặt này, mọi người chú ý hai cái tem này, thiếu một trong hai tem này là hàng giả hàng nhái nha. Thì mình sẽ bóc ra cho mọi người xem luôn. Ở một hộp này có 180 viên mọi người nhé. Đây, bên trong thì như hộp này nó sẽ không có hướng dẫn sử dụng ở trong hộp đâu, mà người ta sẽ in bên ngoài hết rồi mọi người ạ. Thành phần có cái gì và bên ngoài hướng dẫn sử dụng bao nhiêu viên một ngày, người ta đã ghi hết ra bên ngoài rồi nha. Thông tin bên ngoài và bên hai bên mặt hộp, mặt lọ này, thủy tinh này nó cũng có rồi nhá. Đây, bên trong này là hạn sử dụng này. Hạn sử dụng này. Đấy. Bên trong này mọi người để ý kỹ thì cái tem trong này nó chất liệu rất là đặc biệt nha. Chất liệu rất là đặc biệt. Bóng, hoàn toàn bóng nhưng mà có một cái độ 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 gọi là độ lì của cái chất liệu này rất là đặc biệt nha. Mọi người nhìn nó sẽ có sự đặc biệt, nhìn bên trong rất là lạ so với loại giấy in thông thường. Hộp này 180 viên. Ở trong này cũng, bên cạnh hộp này họ cũng ghi thành phần hướng dẫn sử dụng nha mọi người. Thành phần hướng dẫn sử dụng trong này cũng sẽ ghi nha, hạn sử dụng nha. Dưới đáy hộp, mình muốn kiểm tra dưới đáy hộp. Dưới đáy hộp này nó có mấy dòng mà dập nổi trên thủy tinh luôn mọi người nha. Nó có mấy dòng dập nổi trên thủy tinh luôn nha. Đấy, mọi người nhìn này.
Đấy, mình quay này chắc mọi người nhìn rõ rồi. Thứ hai là bên trên này. Bên trên này sẽ được đóng niêm phong nha. Mình sẽ bóc cái lớp niêm phong này cho mọi người xem. Cái này mình bóc cho người nhà mình dùng rồi, cho nên là bóc cho mọi người xem luôn để mọi người ngoại quan hàng, phân biệt hàng thật và hàng nhái. Bên trong này mọi người nhìn kỹ nha. Bên trong này nó sẽ là một cái lớp ni lông rất là đặc biệt của hàng Nhật nha. Đặc trưng của hàng Nhật là bên trong sẽ có một lớp ni lông. Đó. Mọi người sẽ lấy ra và phân biệt này. Đây cái tàu Fukudan Okinawa này, nó còn gọi là tàu nâu. Trong này nó có màu nâu mọi người. Màu nâu nhưng mà sẽ không đậm lắm nha. Đấy. Trong này sẽ không đậm lắm. Mình sẽ thử rút một chút ra để xem nó có mùi gì không nha mọi người nha. Đợi một chút. Đây thì mình sẽ rút một chút ra để ngửi xem có màu gì nhá. Mọi người ơi, nó không có mùi tanh đâu mọi người nhá. Nó không có mùi tanh đâu, nó rất là dễ uống luôn nha. Nó không có mùi tanh, nó rất dễ uống. Và khi mình nếm thử thì mình thấy có vị hơi đậm đậm, giống như mọi người ăn cái ruốc, ăn cái ruốc mà mịn của cá. Nó hơi kiểu hơi chếch một tí thôi. Cái vị của nó hơi đậm vị, giống như là mọi người ăn cái ruốc xay tinh của cái bột dạng như là bột cóc, bột cá đó. Kiểu như thế. Hơi chếch có mùi tảo biển một chút. Đây, dễ uống lắm mọi người ạ. Không có mùi gì hết nha. Về nếu mà ngửi thì sẽ không có mùi gì hết nha. Đấy. Cái này một hộp là 180 viên. Nếu mà sử dụng những người mà mới phẫu thuật xong ấy, bị tránh biến chứng ấy, tránh di căn ấy, và hỗ trợ tăng miễn dịch ấy, thì mọi người sẽ sử dụng 6 viên một ngày. Uống sau ăn 30 phút, uống cùng với nước ấm. Còn những người duy trì hay là phòng bệnh hay là bị nhẹ thì mọi người chỉ cần 2 viên, 3 viên một ngày thôi nha. Đấy. Đây là tảo Fukudan mọi người nhé. Tảo Fukudan. Mọi người cần liên hệ đặt hàng chuẩn được mua tại Nhật luôn ấy, thì mọi người có thể liên hệ với cả shop mình nhé. Shop mình số điện thoại là 0896618838 nha. Mình có Facebook là trang Facebook Japan Mini Mart Sóc Sơn nha. Mọi người có thể tìm trên Facebook nha. Cái này thì thường thì mình sẽ mua cho khách đặt thôi. Mình có sẵn nhưng mà có ít thôi. Bởi vì cái này hàng giá trị nó rất là cao. Khi nào khách đặt thì người nhà mình sẽ mua và gửi về. Hàng nhà mình thì nhà mình bán shop, cho nên là hàng tháng nào nhà mình cũng có về 1 đến 2 chuyến hàng về hàng tháng. Cho nên hàng về cũng khá đều. Cho nên mọi người ai có nhu cầu mà muốn đặt ấy, thì mọi người có thể liên hệ với mình nha. Mọi người liên hệ với mình trước nha. Mình sẽ báo giá cho mọi người. Và các bạn cũng có thể hỗ trợ nếu mà có những cái sản phẩm mà mình phân vân, mình không biết phân biệt ra hàng này có thật hay không, thì có thể mang ra shop mình nha. Mình sẽ phân biệt giúp mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.